Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải đề thi tuyển sinh. Và đề thi này được phát sóng vào một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày 19 tháng 5, là kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác Hồ. Thì một chút nhắc nhở về một vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam ta. Bác Hồ đã nói rằng các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thì để làm được như điều bác dặn thì các bạn chính là những cái mầm non của đất nước, và việc của chúng ta là phải học tập và cố gắng. Rồi, không dông dài nữa, ta sẽ bước vào giải đề ngày hôm nay. Đó là đề của tỉnh Bạc Liêu. Ta bước vào câu 1. Ý A, rút gọn các biểu thức sau: căn 5 cộng cho căn 20 cộng cho căn của 45. Vậy A sẽ bằng căn 5 này cộng cho căn 20, tức là bằng căn của 4 nhân 5, và số 4 ta đưa ra ngoài là 2, 2 căn 5 cộng cho căn của 45, tức là bằng 9 nhân cho 5, đưa ra ngoài là căn của 3 nhân căn 5 bằng. Các bạn cộng các hệ số lại thì ta có là 6 căn 5, được chưa? Vậy kết quả rút gọn của A là 6 căn 5. Ta chuyển qua ý B. 1 phần căn A trừ cho 1 phần căn A cộng 1 nhân cho A căn A cộng A với A lớn hơn 0. Ở đây ta có là, ở đây là biểu thức B, thì B sẽ bằng, các bạn quy đồng lên, được chưa? Các bạn quy đồng. Vậy đây là còn thiếu căn A cộng 1 này trừ cho căn A, và mẫu chung là căn A nhân cho căn A cộng 1. Ở đây các bạn đặt nhân tử chung là căn A ra ngoài, và bên trong là còn căn A cộng 1. Các bạn đặt nhân tử chung là A ra ngoài nhé. A ra ngoài thì bên trong ta còn là căn A cộng 1. Và từ đây ta rút gọn được, tức là một phần, đây ta rút gọn này, A ta rút gọn cho căn A, tức là hết rồi đấy, tức là một nhân cho căn A. Vậy kết quả cuối cùng là B là bằng căn A, được chưa? Rồi ta chuyển qua câu số 2. Ý A, giải hệ phương trình x cộng y bằng 3, 3x trừ y là bằng 5. Vậy thì các bạn cộng vế theo vế này, tại vì hệ số y nó đối nhau rồi này, tương đương 4x. Đó, các bạn lấy x cộng 3x, y cộng cho trừ y là mất này, 3 cộng 5 là 8 này, và các bạn giữ lại một phương trình x cộng y bằng 3. Phương trình nào cũng được nhé. Tương đương x sẽ bằng 4 và y sẽ bằng, khi có x bằng 4 các bạn thế vào, và y bằng âm 1. À, xin lỗi các bạn, x bằng 2 nhé, và y bằng 1. À, rồi ta chuyển qua ý B. Cho parabol B có dạng y bằng x bình, và đường thẳng D có dạng y bằng 3x trừ 2. Vẽ đồ thị B và tìm giao điểm của B với đường thẳng D bằng phép tính. Rồi, trước hết ta vẽ đồ thị của B. Câu này rất quen thuộc, các bạn lập bảng giá trị những cái điểm thuộc B. Chỉ cần 5 điểm thôi nhé, 5 điểm, ít nhất là phải có 5 điểm.
Đây là giá trị x, còn đây là y. Y này là y của b, tức là bằng x bình. Rồi các bạn chọn những cái giá trị tương ứng. 0, 0 này, 1, 1, 2, 4, đúng không? Âm 2 tất cả bình thì là bằng âm là bằng 4 này. Âm 1 tất cả bình là bằng 1. Đấy, và b đi qua những cái điểm này. Giờ các bạn chỉ cần vẽ cái hay trục tọa độ OXY, trục tung là OY, trục hoành là OX, góc tọa độ O. Đó, và các bạn chia những cái tỷ lệ ra. Đây là 1 này, 2, âm 1, âm 2. Đây là 1, 1, 1 này. Đây là 4 này. Rồi, và các bạn vẽ đi qua 5 điểm này. Đó. Và đây chính là đồ thị B. Rồi, ta xử lý xong câu, xong xong ý 1 của câu B. Giờ ta chuyển qua ý 2, tìm tọa độ giao điểm của B và đường thẳng D. Rồi, vậy câu này các bạn ghi lời giải như sau. Tọa độ giao điểm của B và D là, rồi các bạn cho hai vế bằng nhau, tức là x bình sẽ bằng 3x trừ 2. Vậy thì các bạn chuyển vế, x bình trừ 3x cộng 2 bằng 0. Ở đây các bạn có thể sử dụng delta và tìm các nghiệm x1, x2. Còn ở đây các bạn dễ thấy là ta tách được là x bình trừ x trừ 2x cộng 2 bằng 0. Suy ra đặt x ra ngoài là x trừ 1 này, đặt trừ 2 ra ngoài là x trừ 1 này. Vậy các bạn có nhân tử chung là x trừ 1 nhân cho x trừ 2 bằng 0. Vậy suy ra nghiệm lúc này là x sẽ bằng 1 hoặc x bằng 2. Đấy, từ những cái nghiệm này các bạn suy ra, đây là những cái hoành độ, thì mình suy ra những cái tung độ tương ứng, tức là y1 đấy. Các bạn thế vào parabol hoặc đường thẳng đều ra chung một đáp số. Ví dụ là điểm thế vào parabol 1, 1 và điểm y2 là bằng 4 này. Đấy. Thì các bạn kết luận vậy B giao D đúng không? Tại tại điểm A có tọa độ là 1, 1 và B có tọa độ là 2, 4. Đấy. Còn nếu các bạn muốn dễ hiểu hơn thì các bạn hãy thử vẽ cái đường thẳng D đấy trên cái đồ thị, được chưa? Giờ anh vẽ D trên đồ thị nha, quay lại cái đồ thị này. Giờ ta vẽ D có dạng y bằng 3x trừ 2. Các bạn chỉ cần chọn hai điểm để cái đường thẳng D đi qua là ta có thể vẽ được đường thẳng D rồi. Ví dụ anh chọn điểm x bằng 0 thì suy ra y lúc này sẽ bằng âm 2. Đấy. Và x bằng 3 đi thì suy ra y lúc này bằng 7. Đấy, anh cố tình anh tránh hai cái điểm vừa rồi, được chưa? Hai cái điểm ta giải ra vừa rồi. Vậy các bạn chọn cái điểm 0 và âm 2 này, âm 2 nó nằm ở dưới đây này. Đây, âm 2 đây, đúng chưa? Vậy 0 âm 2 đây, tức là đi qua điểm này. Đi qua điểm màu xanh này. À, x bằng 0, y bằng âm 2. Rồi, và điểm x bằng 3, y bằng 7, chưa? Rồi, các bạn xác định cái điểm 3 với 7 đây, 3 đây này, 4 này, 5, 6, 7, khoảng tầm trên này. Đấy. Được chưa? Vậy đây là cái điểm thứ hai này. Vậy giờ ta nối hai cái đường
với đường thẳng đi qua hai điểm này, được chưa? Đấy. Vì cái này vẽ bằng tay đấy nên là có thể nó không chính xác hẳn, nhưng các bạn để ý nhé, có phải cái đường thẳng này nè nó đi qua điểm 1 1 này, đúng chưa? Đây, đường thẳng D đi qua cái điểm 1 1 này, và cái điểm là 2 4, được chưa? Đấy, vẽ bằng tay thì có vẻ nó không chính xác. Đấy, đây nó đi qua hai cái điểm này đây, được chưa? Rồi các bạn vẽ nên vẽ vào tập vở của ô ly, thì khi kẻ ra nó sẽ cho được cái đường thẳng chính xác nhất. Và bây giờ ta chuyển qua câu số 3, được chưa? Câu số 3 nha. Câu 3, cho phương trình x bình trừ 5x cộng m cộng 2 bằng 0. Đây là phương trình 1. Giải phương trình khi m bằng 2. Rồi câu này khá dễ. M bằng 2 ta có x bình này, 1 sẽ tương đương đúng không? Trừ 5x cộng cho 4 bằng 0. Đấy, cái này các bạn có thể tắt để đặt nhân tử chung hoặc giải delta. Thì ở đây anh sẽ tắt nhé. X bình trừ cho x trừ cho 4x cộng 4 bằng 0. Tương đương đặt x ra ngoài ta có x trừ 1 này. Đặt trừ 4 ra ngoài ta có x trừ 1 này. Vậy nhân tử chung là x trừ 1. Đấy. Nhân cho x trừ 4 bằng 0. Và từ đây các bạn giải ra được nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng bằng 4. Và từ đây các bạn kết luận thôi. Vậy khi m bằng 2 thì phương trình có nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng bằng 4. Câu B, tìm điều kiện của m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Rồi, vậy để phương trình đúng không? Để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì delta phải lớn hơn 0, đúng chưa? Vậy delta set cái delta bằng b bình, tức là các bạn nhìn đề là trừ 5 tất cả bình trừ cho 4 nhân a là 1 nhân c lúc này là m cộng 2. Vậy là bằng 25 trừ cho 4m trừ cho 8. Vậy delta ta rút gọn ra sẽ được là 17 trừ 4m. Đấy. Và các bạn yêu cầu đề bài thì để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt đúng không? X1, X2 thì delta phải lớn hơn 0. Suy ra 17 trừ 4m lớn hơn 0, suy ra m phải bé hơn 17 phần 4. Rồi ta chuyển qua xc. Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình 1, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B có dạng x1 bình nhân x2 cộng cho x1 nhân x2 bình trừ cho x1 nhân x2, x1 bình nhân x2 bình trừ cho 4. Rồi câu này các bạn làm một cái thao tác đơn giản thì các bạn sẽ áp dụng được hệ thức VS. B sẽ bằng, các bạn đặt nhân tử chung x1, x2 ra ngoài. Vậy bên trong ta còn x1 cộng x2 này. Đấy, hai cái hạng tử đầu tiên. Trừ x1 nhân x2 tất cả bình trừ 4. Đây, các bạn thấy VS đã xuất hiện rồi. X1 nhân x2, x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Rồi từ đây các bạn đi áp dụng hệ thức VS vào phương trình 1. Ta có, tất nhiên là nó có chứa m rồi nhé. Ta có x1 cộng x2 là bằng trừ b trên a. Đấy, vậy lúc này các bạn thế vào
tức là trừ của trừ 5 trên chỗ A lúc này là 1, tức là bằng 5. X1 nhân X2 là bằng C trên A là M cộng 2 trên cho 1. Đây, để anh ghi công thức ra nhé. C trên A. Rồi, tức là bằng M cộng 2. Và các bạn thay vào B. Thay vào B. Ta được cái gì? X1 nhân X2 là M cộng 2 này. Nhân cho 5. Trừ cho X1 nhân X2 tất cả bình, tức là M cộng 2 tất cả bình trừ cho 4. Vậy B sẽ bằng, người ta bảo tìm giá trị lớn nhất của B. Rồi, từ đây các bạn phân tích ra đã. 5M này cộng cho 10 trừ cho M bình trừ cho 4M trừ cho 4 trừ 4. Vậy B sẽ bằng trừ M bình cộng M đấy, trừ 10 trừ cho trừ trừ 8, tức là cộng 2. Và người ta kêu tìm giá trị nhỏ nhất, à, giá trị lớn nhất của B. Lúc này anh phân tích B ra hàng đẳng thức là M trừ của M bình này trừ M, đúng chưa? Trừ M lúc này á thì anh ghi lại là bằng 2 nhân cho 1 phần 2 nhân M, được chưa? Rồi, và anh cộng cho 1 phần 4 đó, cộng cho 1 phần 4. Thì khi mà cộng cho 1 phần 4 mà bỏ có dấu trừ trước này này, tức là trừ 1 phần 4, thì ở ngoài anh phải cộng thêm vào 1 phần 4 và cộng cho số 2 bên ngoài. Đấy, mục đích là ta thêm bớt để ra được cái hàng đẳng thức này. Vậy B sẽ bằng trừ của M trừ 1 phần 2 tất cả bình, được chưa? Cộng cho 2 cộng cho 1 phần 4 đấy, tức là 9 phần 4. Rồi, và các bạn lập luận này. M trừ 1 phần 2 tất cả bình lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Vậy suy ra trừ nhân cho trừ 1, tức là trừ M trừ 1 phần 2 tất cả bình, thì ta phải đổi chiều bất đẳng thức, tức là bé hơn hoặc bằng 0. Đấy, và cộng cho một số, suy ra là trừ M trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng cho 9 phần 4. Và phía bên này ta cũng cộng 9 phần 4. Đấy, 0 cộng 9 phần 4 tức là bằng 9 phần 4. Vậy đây chính là B này. Vậy B đây này luôn bé hơn hoặc bằng 9 phần 4. Vậy cái giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 9 phần 4. Đấy, được chưa? Vậy B min, giá trị nhỏ nhất đấy, của B là bằng 9 phần 4. Khi nào? Có phải khi cái này bằng 0 không? Đúng không? Còn nếu M trừ 1 phần 2 lớn hơn 0, bình phương lên lớn hơn 0 và có dấu trừ trước, thì chắc chắn cộng 9 phần 4 nó sẽ luôn nhỏ hơn 9 phần 4 rồi. Vậy là khi M trừ 1 phần 2 bằng 0. Đấy, hay nói cách khác, giá trị nhỏ nhất của B là 9 phần 4 khi M bằng 1 phần 2. Rồi, và đến đây chưa xong nhé. M bằng 1 phần 2 thì có nhỏ hơn 17 phần 4 không? Đấy, tất nhiên là có. Thì ta ghi nhận nhé. Các bạn phải ghi dấu nhận. Đấy, vì M nhỏ hơn bằng 1 phần 2, đúng không? Nhỏ hơn 17 phần 4. Đấy, được chưa? Các bạn nhớ cái điều kiện để có hai nghiệm phân biệt đã, xong rồi mới đến cái giá trị nhỏ nhất của B. Thì M đến đây là đã thỏa điều kiện rồi này. Rồi, đó là xong phần số đại số. Giờ tôi chuyển qua bài hình, được chưa? Bài hình câu 4. Ở đây anh đã có cái hình rồi.
Đây, trên nửa đường tròn tâm O, đường kính AB bằng 2R lấy điểm C, C tùy ý nhé. Khác A và B, từ kẻ CH vuông góc với AB. Đây. Gọi D là điểm bất kỳ trên đoạn đoạn CH và đường thẳng AD cách đường tròn tại E. Đấy, được chưa? Chứng minh tứ giác BHDE nội tiếp rồi. BHDE là cái tứ giác màu đỏ anh đã tô ở đây rồi này. Thì các bạn thấy dễ thấy là cái góc H này bằng 90 độ này. Góc E cũng bằng 90 độ vì nó chắn nửa đường tròn đó. Đường kính AB, được chưa? Nên cái góc E này cũng bằng 90 độ. Vậy dễ dàng thấy nó nội tiếp. Câu này khá dễ, đúng chưa? Câu này khá dễ và cơ bản. Nên có thể là các bạn nên tự trình bày vào, được chưa? Anh sẽ không giải câu A. Câu B, chứng minh AD nhân EC. AD nhân EC bằng CD nhân AC. Rồi, câu này các bạn xét hai tam giác đồng dạng, đúng chưa? Đấy. Thì anh sẽ chỉ lý do tại sao chúng ta xét hai cái tam giác này nó đồng dạng với nhau. Đấy, ở đây anh tô màu các cái góc để có thể dễ dàng hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn quan sát khi mà tứ giác đó đã đồng dạng thì cái góc B hồng này này cộng với cái góc D hồng, đúng chưa? Cộng với cái góc D hồng nó bằng gì? Nó bằng 180 độ. Mà D hồng sẽ bằng cái góc D bên này. D hồng sẽ bằng cái góc D này. D hồng sẽ bằng D đen đi. Đấy, tại vì nó đối đỉnh nhá. Tại vì nó đối đỉnh. Được chưa? Vì nó đối đỉnh. Rồi, tiếp theo anh có cái góc C này nè. C này cũng là C đen nhé. Đấy, C đen. Còn đây là cái góc A này. Đó, các bạn đợi một chút, anh sẽ phân tích để các bạn hiểu. Rồi, vậy thì đây nhá. Mục đích câu này là bảo chúng ta đi chứng minh. Đây, câu 4. Đề bài bảo chứng minh. Rồi, xem lại đề một chút. IB AD nhân cho EC bằng CD nhân cho AC. Rồi, thì các bạn quay lại cái hình vừa rồi, được chưa? Thì các bạn thấy này, khi mà đọc cái đề như thế này, đấy, các bạn sẽ không biết đi cái hướng nào. Thì cái hướng đơn giản nhất thì các bạn hãy đưa nó về những cái tỷ số thử xem. AD trên cho CD, đúng không? AD trên CD. Hoặc là đưa về những cái tam giác. Đấy, anh ví dụ cái tam giác đây, các bạn thấy cái điểm chung là điểm D đây này. Thì các bạn nhẩm thử là tam giác ADC. Đấy, chọn hai cặp này ADC. Rồi, ADC được một tam giác rồi này, đúng không? Rồi cái tam giác còn lại thì chắc chắn là có điểm chung là C. Vậy là ACE, tam giác ADC. Đấy, đúng không? Nó nối với nhau này. Và tam giác ACE. Đấy, các bạn nhẩm từ những cái hệ thức mà người ta cho, được chưa?
ra được hai tam giác, và các bạn nhìn trên hình nó cũng na ná đồng dạng nhau này. Đó. Vậy thì hướng đi của mình có lẽ là đúng, và tức là chúng ta xét hai cái tam giác này. Vậy ta có cái góc A xanh nhỏ xíu đó, đó là chung, được chưa? Vậy giờ chỉ cần thêm một góc nữa thôi, một góc bằng nhau nữa thôi, ta sẽ chứng minh theo trường hợp góc góc và chứng minh như sau. Đấy. Vậy thì giờ ta cần cái góc D đen bằng góc C đen nè. Các bạn thấy là nó bằng nhau rồi. Giờ ta phải đi chứng minh nó tại sao nó bằng nhau. Thì anh có cái góc B hồng cộng với cái góc D hồng đúng không? Thì bằng 180 độ. Đấy, như chúng ta vừa bảo là cái tứ giác màu đỏ này nó nội tiếp nên tổng hai góc đối bằng 180. Mà lại có là gì? D, cái góc D hồng đúng không? D hồng bằng cái góc D đen bằng tại vì sao? Tại vì nó đối đỉnh. Đấy, vậy thì từ đây suy ra B hồng cộng với cái góc D đen bằng 180 độ. Rồi, đây là cái điều số 1 này. Và tiếp theo nha. Các bạn thấy rõ ràng cái tứ giác AC EB nội tiếp đúng không? Nội tiếp. Nội tiếp đường tròn tâm O. Vậy thì đơn giản ta suy ra được là cái góc B hồng này nè cộng với cái góc gì? C đen là hai cái góc đối nhau đúng chưa? Cũng bằng 180 độ. Đây là điều số 2. B hồng cộng với D đen hay là cộng với C đen đều bằng 180 độ. Thì từ 1 và 2 ta suy ra được cái góc D đen này này bằng cái góc C đen. Đấy. Rồi, vậy từ đây các bạn đưa vào đây thôi đúng không? C đen bằng B đen. Đấy. Tất nhiên là đây là hướng dẫn thôi, được chưa? Vậy thì suy ra hai cái tam giác đồng dạng. Đấy, vậy tam giác ADC đồng dạng với tam giác ACE. Đấy, và các bạn suy ra cái tỷ số mà đề bài yêu cầu, tức là AD trên cho AC bằng EC này, EC có EC đây, vậy là DC trên cho CE, tức là EC đấy, và các bạn dùng tích hai đường chéo thôi, AD nhân CE bằng cho AC nhân DC. Đó. Đây là điều phải chứng minh. Được chưa? Rồi, ta chuyển qua câu tiếp theo. Câu C. Khi điểm C di động, rồi, di động này. Được chưa? Thì người ta hỏi cái đa giác C đã CHO. Đúng không? Đa giác CHO là cái đa giác màu xanh này, cái tam giác màu xanh này nè, CHO. Đấy, có diện tích lớn nhất là bao nhiêu? Được chưa? Có diện tích lớn nhất là bao nhiêu? Đây, giờ nó di động. Đó. Thì cái diện tích lớn nhất là bao nhiêu? Biết là cái điểm C nó phải khác A. Đấy, vì nó trùng A là thành một đường thẳng. Đấy, còn nó trùng với cái điểm chính giữa thì nó cũng là một đường thẳng rồi. Trùng B cũng là đường thẳng. Đó, được chưa? Đó, vậy thì người ta hỏi cái vị trí điểm C này là bao nhiêu? Rồi, vậy thì các bạn sử dụng cái định lý này nhé. Đây, các bạn sử dụng cái định lý này. Định lý Bunyanov Nhoky, được chưa? Định lý này phát biểu như sau. Thì trước tiên đi vào cái định lý này á, thì các bạn có cái diện tích cái tam giác xanh á, tức là cái tam giác OHC sẽ là bằng 1 phần 2 tích của đề bài hỏi là chu vi nhé, chu vi, rồi xin lỗi các bạn, chu vi, rồi ở đây ta sửa lại một xíu là chu vi, được chưa? Chu vi
Chu vi cái tam giác OHC nó chính là bằng tổng ba cái cạnh này cộng lại là OC này cộng cho OH cộng cho HC, đúng không? Mà OC là bằng R cố định. Đấy, vậy muốn cái chu vi này mà mát ấy, mà lớn nhất ấy, thì suy ra OH cộng với HC cũng là lớn nhất. Đấy, được chưa? Lớn nhất. Rồi. Và chúng ta sẽ áp dụng cái bất đẳng thức. Đó, bất đẳng thức Bunyadsky. Được chưa? Bunyadsky cho cái bốn cái số hạng, được không? Nó có dạng tổng quát nhưng mà chúng ta chỉ cần dùng bốn cái số hạng là được rồi. A, B, X, Y. Tùy ý. Đấy, nó phát biểu như sau này. Cái tích của A nhân với X cộng cho B nhân với Y ấy, sẽ luôn bé hơn hoặc bằng tổng của hai cái này này, luôn bé hơn hoặc bằng bình phương của A cộng bình phương của B nhân cho bình phương tổng bình phương của X cộng bình phương của Y. Được chưa? Rồi. Thì từ đây này, anh chọn nhé. Đây này, nó liên quan đến hai ông này đây này. Được chưa? Hai ông này đây này, bé hơn hoặc bằng, tức là xuất hiện mát rồi đấy. Được không? Tương ứng với mát này. Còn hai ông này, ông này chính là X nè, ông này chính là Y nè. Anh chọn chọn OH là bằng X. Đấy. OHC là bằng HC là bằng Y. Vậy thì AB chọn bằng mấy đây? Đấy, ở đây nó chỉ có OH với HC. Thì ta chọn AB là bằng 1, 1 nhân OH thì là bằng OH, được chưa? Đấy, B cũng bằng 1. Rồi, từ đây ta suy ra A nhân cho X. A nhân X tức là 1 nhân OH. Đấy, tức là OH cộng cho B nhân cho Y tức là 1 nhân cho HC là HC. Đấy, ta có cái điều chúng ta cần là luôn bé hơn hoặc bằng A bình cộng B bình tức là 1 bình cộng 1 bình đấy là bằng 2 nhân cho OH bình. Đấy, OH bình cộng cho HC bình tức là X bình cộng cho Y bình. Được chưa? Từ đây suy ra OH cộng HC luôn bé hơn hoặc bằng 2. Đây, OH bình cộng HC bình mà tam giác này vuông đúng chưa? Nên nó sẽ bằng OC bình. Mà OC bình chính là bằng R bình đấy. OC bằng R. Vậy suy ra OH cộng HC đạt giá trị lớn nhất. Được không? Mát. Được không? Mát. Bằng 2 lần R bình. Được không? 2 lần R bình. Và từ đây chúng ta sẽ có là chu vi, đúng chưa? Chu vi chu vi lớn nhất khi đạt được cái điều này. Và cái dấu bằng xảy ra khi nào? Khi OH bằng cho HC. Được chưa? Mà OH bằng cho HC tức là tam giác này vuông cân tại H. Đấy. Suy ra tam giác OHC vuông cân tại tại H. Và từ đây ta kết luận vuông cân tại H tức là cái góc COH bằng 45 độ. COH bằng 45 độ. Đấy, và từ đây ta kết luận được vị trí điểm C này, được không? Vị trí điểm C đó. Vị trí điểm C. Vậy C nằm trên cái cung AB,
Đấy, sao cho cái góc COH bằng 45 độ. Đấy, thì chu vi tam giác HOC lớn nhất. Được chưa? Rồi, một cái câu cũng khá là hay. Thì các bạn có thể xem thêm và ứng dụng nhé. Rồi, chào các bạn. À, nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và share. À, và nhấn đăng ký. Rồi, chúc các bạn thi tốt.